Một thời, tôi đã có tư tưởng viễn vong. Đó là sau khi chúng tôi mua Vạn Phật Thánh Thành, chúng tôi sống ở đây. Tôi nói lái xe hơi tới lui đến Kim Sơn Thánh Tự thì tốn kém quá. Tôi nghĩ điều tôi sẽ làm là mua một chiếc xe gắn máy hai bánh thì sẽ tiết kiệm được nhiều xăng. Mẹ tôi có nhiều tiền, mẹ tôi đang cất giữ tiền giùm tôi, một số tiền mà tôi đã dành dụm trước đó khi còn đi làm. Và tôi đã nói với sư phụ rằng, con phải mua một chiếc xe gắn máy và như vậy thì sẽ ít tốn tiền xăng hơn rất nhiều vì rất tốn xăng để lái xe đi đi lại lại. Bởi vì tôi rất hay qua lại Kim Sơn Thánh Tự để làm nhiều công chuyện. Và sư phụ nói, ok, được, được. Thế là tôi đi mua một chiếc xe gắn máy, một chiếc Honda nhỏ. Tôi đã chạy chiếc xe máy này và khoảng một tuần sau, khi tôi đang chạy xe xuống Kim Sơn Thánh Tự, tôi không đi đường xa lộ, tôi hay đi đường phụ. Vì thế lúc tôi chạy xe xuống những con đường nhỏ, thì đoạn đến gần vùng Napa, khi tôi chuẩn bị rẽ vào khúc cua, bỗng xuất hiện một người thổ dân da đỏ, một thổ dân bản địa, và ông ta ăn mặc như thời cổ đại. Ông ta mặc đồ da hoảng và đội chiếc mũ lông vũ, và ông ấy có một chuỗi hạt. Ông ấy là người Mỹ da đỏ kiểu truyền thống. Ông ta đứng bên đường và nói, dừng lại, dừng lại, dừng lại ngay. Vì thế tôi dừng lại, ông ấy nói tôi phải thật cẩn thận. Chỗ khúc cua đó anh không thể nhìn thấy, nhưng có vết dầu loang ở trên đường. Nếu anh cứ chạy qua đó thì chắc chắn sẽ bị trượt ngã. Ồ, xin lỗi ông, tôi cảm ơn ông rất nhiều. Tôi đã cảm ơn ông ấy, vì thế tôi đã rất cẩn thận. Và đúng là có một vũng dầu lớn ở khúc đó. Khi tôi trở về Vạn Phật Thánh Thành, tôi kể sư phụ nghe toàn bộ câu chuyện. Con gặp một người Mỹ da đỏ ở đó và mọi chuyện ra sao. Và sư phụ nói, con không nhận ra Quan Thế Âm Bồ Tát rồi. Con sao lại như vậy? Tôi bèn nói, con không biết, thưa sư phụ. Rồi khoảng vài tuần sau, sư phụ bảo, này con, nên bán chiếc xe máy đó đi, vì con sẽ gặp tai nạn. Bồ Tát Quán Âm rất bận, ngài không có đủ thời gian để luôn canh chừng con. Vì thế, con nên bỏ chiếc xe đó đi. Nếu mà con gặp tai nạn, thì sẽ làm xấu đi hình ảnh của Đạo Phật. Vậy nên tôi đã bán chiếc xe gắn máy đó, mà giá bán còn cao hơn lúc tôi mua. Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, lạy Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng khi Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra trước mặt quý vị lại không nhận ra Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên chúng sanh chúng ta mới khổ não như thế, ngàn chốn cầu xin, ngàn nơi cảm ứng. Vị Bồ Tát Quán Thế Âm này không phải hệ quý vị cầu nguyện ngài ở một nơi, ngài liền đến và cứu quý vị ở nơi đó thôi, mà dù cho quý vị ở ngàn nơi, vạn nơi, trăm ngàn vạn nơi, cho dù có nhiều hết người cầu cứu ngài đi nữa, ngài đều giúp họ được mãn nguyện theo lòng mong cầu. Và cứu giúp những chúng sanh này khiến quý vị lìa khổ được vui. Vì vậy mỗi người chúng ta nên thường niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm niệm chớ sanh nghi. Khi quý vị niệm, tuyệt đối không nên sanh tâm nghi ngờ. Không nên nói niệm cái này thì được hữu ích gì chứ. Niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát có phải là chẳng có ý nghĩa hay không? Quý vị mỗi ngày niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị có thể sẽ nảy sinh lòng nghi ngờ. Điều quan trọng nhất là không nên có lòng nghi ngờ nào. Niệm niệm chớ sanh nghi, dù chỉ trong một ý niệm, cũng không nên sanh tâm hoài nghi. Quý vị phải có niềm tin, niệm niệm chớ sanh nghi, Quan Thế Âm là tịnh thánh. Quan Thế Âm Bồ Tát chính là bậc thánh thanh tịnh, là thanh tịnh thánh giả trong lúc khổ não nạn chết. Khi quý vị đau khổ tột cùng, khi đau đớn thống khổ lúc phiền não nhất, hoặc lúc gặp nguy hiểm, lúc sắp chết, hoặc lúc gặp hoạn nạn tai ách, làm chỗ để nương vào là chỗ quý vị có thể nương tựa vào, là bậc bảo hộ quý vị. Ý
tức là nương dựa vào, hộ, tức là bảo hộ giúp cho quý vị. Ngài có thể bảo hộ quý vị có thể giao toàn bộ thân tâm và sanh mạng của mình cho Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm chắc chắn sẽ cứu giúp quý vị, nhất định sẽ bảo hộ quý vị. Om Ha Ha Ha, Un Sam Mo Di So Ha.